khám phá bên trong siêu du thuyền 110 triệu đô la Mỹ lấy cảm hứng từ kim cương. Theo New York Post, studio thiết kế Gabriel Teruzzi Iacsen Design Italy mới đây đã tiết lộ hình ảnh của chiếc siêu du thuyền Stella Dancer 2. Studio cho biết, cảm hứng thiết kế chiếc siêu du thuyền bắt nguồn từ hình ảnh viên kim cương 128 carat của Cartier. Siêu du thuyền này dài 110 mét và được niêm yết với giá 110 triệu đô la Mỹ. Với thiết kế nội thất đắt đỏ và sang trọng, Stella Dancer 2 được nhiều người nhận xét là còn xa hoa hơn cả nguồn cảm hứng gốc. Ngoài ra, du thuyền này còn được thiết kế theo hiệu ứng thác nước với một hồ bơi 3 tầng kết nối với nhau. Bên trong du thuyền bao gồm 8 cabin riêng cho khách VIP, một rạp chiếu phim và cả chỗ đỗ máy bay trực thăng. Bên trong mỗi cabin là một phòng tắm kép, một bể sục riêng và một gian để quần áo. Thậm chí, phía trên giường chính còn được lắp một bể cá. Các boong dưới của du thuyền cũng cung cấp một loạt các tiện nghi thượng hạng khác, bao gồm phòng massage, phòng gym, phòng xông hơi, bể sục và cả quầy bar. Trên mặt tàu, ngoài chỗ đỗ trực thăng còn có phòng tiếp khách và cả phòng ăn ngoài trời với bàn ăn tròn. Phía đuôi tàu rộng hơn 300 mét vuông, lấy cảm hứng thiết kế từ cung điện Hoàng gia Caserta của Italy, bao gồm một bể bơi vô cực và hiên tắm nắng.